Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Chúng con lạy ơn Đức Chúa Thánh Thần thiêng liêng sáng láng vô cùng. Chúng con xin Đức Chúa Thánh Thần xuống đầy lòng chúng con, là kẻ tin cậy Đức Chúa Trời, mà đốt lửa kính mến Đức Chúa Trời trong lòng chúng con. Chúng con xin Đức Chúa Trời cho Đức Chúa Thánh Thần xuống sửa lời mọi sự trong ngoài chúng con. Chúng con cầu cùng Đức Chúa Trời, xưa đã cho Đức Chúa Thánh Thần xuống soi lòng dạy dỗ các tông đồ, thì dạy chúng con cũng xin Đức Chúa Trời cho Đức Chúa Thánh Thần lại xuống an ủi dạy dỗ chúng con làm những việc lành, vì công nghiệp vô cùng Đức Chúa Giêsu Kitô là Chúa chúng con. Amen. Lạy Chúa, con tin thật có một Đức Chúa Trời là đấng hưởng phạt vô cùng. Con lạy tin thật Đức Chúa Trời có ba ngôi, mà ngôi thứ hai đã xuống thế làm người, chịu nạn chịu chết mà chuộc tội cho thiên hạ. Bấy nhiêu điều ấy cùng các điều Hội Thánh dạy thì con tin vững vàng, vì Chúa là đấng thông minh và chân thật vô cùng, đã phán truyền cho Hội Thánh. Amen. Lạy Chúa, con trông cậy vững vàng vì công nghiệp Đức Chúa Giêsu, thì Chúa sẽ ban ơn cho con giữ đạo nên ở đời này, cho ngày sau được lên thiên đàng xem thấy mặt Đức Chúa Trời hưởng phúc đời đời. Vì Chúa là đấng phép tắc và lòng lành vô cùng, đã phán hứa sự ấy chẳng có lẽ nào sai được. Amen. Lạy Chúa, con kính mến Chúa hết lòng hết sức trên hết mọi sự, vì Chúa là đấng chọn tốt chọn lành vô cùng. Lạy vì Chúa thì con thương yêu người ta như mình con vậy. Amen. Lạy Chúa, Chúa là đấng chọn tốt chọn lành vô cùng. Chúa đã dâng nên con và cho con Chúa là đời, chịu nạn chịu chết vì con, mà con đã ca lòng phán nghịch lỗi nghe cùng Chúa, thì con lo buồn đau đớn cũng chê ghét mọi tội con trên hết mọi sự. Con dốc lòng chưa cay và nhờ ơn Chúa thì con sẽ lấy xa nghiệp tội cùng làm việc đền tội cho xứng. Amen. Lạy Chúa, chúng con dâng lên Chúa những lời cầu nguyện này như sợi dây thân ai nối kết anh chị em trong cùng một giáo xứ, để chúng con tôn vinh Chúa và đem ơn cứu độ cho các linh hồn. Chúng con cảm tạ Chúa vì hôm nay Chúa ban cho chúng con được bình an
và ngày mai được tràn đầy hy vọng. Nơi quê hương thân yêu này, chúng con được sức khỏe dồi dào, khí hậu tốt lành và sự giúp đỡ ân tình của mỗi người. Lạy Chúa, xin ban cho mọi gia đình chúng con hòa thuận thương yêu và thao hiếu kính nhường. Xin ban cho các gia trưởng nên chứng nhân của Chúa trong mọi môi trường sinh hoạt. Xin ban cho các bà mẹ đem hết tình thương phục vụ gia đình và xã hội. Xin ban cho thanh niên được vững tin, cho thiếu nữ được trong sạch, cho người già cả được nâng đỡ, cho kẻ đau yếu bệnh tật được an ủi, cho người xa khách được đoàn tụ. Lạy Chúa, xin ban cho tâm trí chúng con khỏi những mưu mô bất chính. Xin cho chúng con ân sủng và can đảm để chịu đựng và nhẫn nại. Xin ban sức mạnh để khắc phục khó khăn, bình tĩnh trong nguy khôn, vui mừng trong thử thách, hòa nhã trong tức giận, nhẫn nại trong lam lũ. Xin giữ lại nơi chúng con những người bạn thân và dập tắt mọi oán thù. Sau hết, xin Chúa ban cho mọi người được nghe tiếng Chúa gọi mà trở về với Chúa, để chúng con thờ phượng và yêu mến Chúa ở đời này và trên nước Chúa được hưởng hạnh phúc muôn đời. Amen. Lạy Chúa, con kêu van Ngài, bởi Ngài nhầm lời con. Xin ghé tai về bên con, xin nghe rõ tiếng con. Lạy Chúa, xin gìn giữ con như con ngươi măn chua. Xin che chở con trong bóng cánh của Ngài. Mời anh chị em ngồi, và sau đây là những ý nguyện anh chị em ở nhiều nơi xin cầu nguyện trong thánh lễ. Xin cho gia đình bình an, các con yêu mến và tín thác vào Chúa. Xin Chúa ban gia đình hòa thuận thương yêu nhau như gia đình thánh gia. Xin Chúa cho chồng là người Philippines biết giữ nghĩa Chúa, không cấm cách vợ giữ đạo và nhìn nhận Chúa trong đức tin của mình để quay về với Chúa. Và xin Chúa ban ơn khôn ngoan và ơn khiêm nhường. Xin Chúa thánh hóa công ăn việc làm và cho đi làm xa được bình an. Xin cho giấy tờ nhà mau hoàn tất. Xin ơn khỏe mạnh hồn xác. Xin Chúa thánh thần giúp sức. Xin cho chồng sớm nhận biết Chúa, trở về cùng Chúa. Xin ơn được gần Chúa và chia sẻ về Chúa. Xin Chúa dẫn dắt để đi đúng đường lối của Chúa. Xin Chúa chúc lành cho Đức Thánh Cha, các tu sĩ nam nữ, các linh mục, các giám mục.
Xin Chúa thương xót tha thứ tội lỗi. Xin Chúa uốn nắn trái tim chúng con giống trái tim Chúa để biết yêu thương và sống thanh sạch như Chúa. Cầu nguyện cho ông bà cố, cho linh hồn Maria Dỗ Mục Năm, linh hồn Thomas, linh hồn Phaolô, linh hồn Giuse Quỳnh Văn Hơn, linh hồn Phêrô, Lucia nhân ngày dỗ và bốn linh hồn Maria khác, linh hồn Teresa và năm linh hồn Giuse, linh hồn Giuse Phạm Văn Đính. Và tôi mới nhận được những phong bì anh chị em mới trao. Gia đình con xin lễ tạ ơn Chúa, tạ ơn Đức Mẹ, cầu cho gia đình bằng an và cầu cho các linh hồn. Cầu cho linh hồn Giuse ngày 22 lên máy bay để đi làm xa, xin cầu nguyện cho được bình an. Chúng ta cũng không quên cầu nguyện cho các linh hồn ông bà, cha mẹ, tổ tiên, nội ngoại hai bên, các linh hồn mồ côi, các linh hồn thai nhi, các linh hồn ân thân nhân và các linh hồn đã qua đời trong đại dịch. Đồng thời chúng ta cũng cầu nguyện cho linh hồn các linh mục, tu sĩ và giám mục, các giáo dân khắp nơi đã ra đi, nhất là ra đi mà không có được bất cứ ai bên cạnh để ủi an, để nhắc nhở về đời sống phần hồn. Vậy anh chị em đứng. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Nguyện xin ân sủng và bình an của Thiên Chúa Cha chúng ta và của Chúa Giêsu Kitô ở cùng anh chị em và ở cùng cha. Anh chị em thân mến, hôm nay ngày thứ sáu trong tuần, cùng với những đau khổ của nhân loại, những đau khổ của đồng bào của chúng ta, nhất là những người đang lang thang rời bỏ nơi mình sinh sống để trở về những nơi chôn nhau cát rốn của mình, trong nghèo đói, trong thiếu thốn, chúng ta dâng lên Chúa cây thánh giá của đời mình, dâng lên Chúa biết bao nhiêu bệnh tật khác, không chỉ là Covid, để kết hợp với thánh tâm Chúa Giêsu, kết hợp với cuộc khổ nạn mà Chúa đã chịu xưa. Chúng ta xin Thánh Gioan Phaolô II Giáo Hoàng chuyển cầu cho chúng ta. Hôm nay chúng ta mừng lễ Ngài, và cũng vì đời sống của mỗi người có khi còn nhiều những thiếu sót, chúng ta xin lỗi Chúa và thật lòng ăn năn thống hối. Lạy Chúa, Chúa đã được sai đến để cứu chữa những tâm hồn thống hối. Xin Chúa thương xót chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con. Lạy Chúa Kitô, Chúa đã đến kêu gọi những người tội lỗi. Xin Chúa Kitô thương xót chúng con. Xin Chúa Kitô thương xót chúng con. Lạy Chúa, Chúa ngự bên hữu Đức Chúa Cha để chuyển cầu cho chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con. Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tội và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời. Amen. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, Chúa đã đặt Thánh Gioan Phaolô II lên ngôi Giáo Hoàng để người dùng lời giảng dạy và gương sáng mưu ích cho toàn thể dân Chúa. Xin nhận lời người nguyện giúp cầu thai mà gìn giữ mục tử mà giữ gìn mục tử lẫn đoàn chiên và dẫn đưa tất cả các vào con đường cứu độ. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa, là Thiên Chúa và là Chúa chúng con, người hằng sống và hiển trị cùng Chúa trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Amen.
Bài trích thơ Thánh Phaolô Tông Đồ gửi tín hữu Roma: Anh em thân mến, tôi biết rằng sự lành không ở trong tôi, nghĩa là trong huyết nhục của tôi. Vì chưng ước muốn thì tôi vẫn có, nhưng làm cho sự lành nên hoàn hảo thì không sao được. Bởi vì sự lành tôi muốn thì tôi không làm, còn sự dữ tôi không muốn thì tôi lại làm. Thực ra, nếu tôi làm điều tôi không muốn thì bấy giờ không phải chính tôi làm điều đó, nhưng là sự tội ở trong mình tôi. Thành ra, khi tôi muốn làm sự lành, tôi nhận thấy trong tôi có lề luật vì sự dữ vẫn kèm bên tôi. Theo như con người bên trong, tôi cũng ưa thích lề luật Thiên Chúa, nhưng tôi thấy trong chi thể tôi chỉ có lề luật khác đối nghịch với lề luật tâm thần tôi và giam hãm tôi dưới ách lề luật sự tội trong chi thể tôi. Tôi là con người vô phúc, ai sẽ cứu tôi khỏi cái xác chết này? Cảm tạ Thiên Chúa, nhờ Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta. Như thế, chính tôi lấy tâm thần mà phục vụ lề luật Thiên Chúa, còn về xác thịt thì vâng phục lề luật của sự tội. Đó là lời Chúa. Tạ ơn Chúa. Xin Chúa dạy tôi sự thông minh và lương tri, vì tôi tin cậy vào các chỉ thị của Ngài. Lạy Chúa, xin dạy bảo con những thánh chỉ của Ngài. Chúa là đấng tốt lành và nhân hậu, xin dạy bảo tôi những thánh chỉ của Ngài. Lạy Chúa, xin dạy bảo con những thánh chỉ của Ngài. Xin Chúa tỏ lòng thương hậu uy lao tôi, theo như lời đang hứa cùng tôi tớ Chúa. Lạy Chúa, xin dạy bảo con những thánh chỉ của Ngài. Nguyện Chúa xót thương cho tôi đường sống, vì luân pháp Ngài là sự sung sướng của tôi. Lạy Chúa, xin dạy bảo con những thánh chỉ của Ngài. Đời đời tôi không quên những huân lần của Ngài, bởi lẽ nhờ đó mà Ngài đã ban cho tôi được sống. Lạy Chúa, xin dạy bảo con nhận thánh chỉ của Ngài. Tôi thuộc về Chúa, xin Chúa cứu độ tôi, vì tôi tìm kiếm huân lần của Ngài. Lạy Chúa, xin dạy bảo con nhận thánh chỉ của Ngài. Alleluia, Alleluia. Chúa phán, Thầy gọi các con là bạn hữu, vì tất cả những gì Thầy đã nghe biết nơi Cha Thầy thì Thầy đã cho các con biết. Alleluia. Chúa ở cùng anh chị em và ở cùng Cha. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Khi ấy Chúa Giêsu phán bảo dân chúng rằng: Khi các ngươi xem thấy đám mây nổi lên ở phía tây, lập tức các ngươi nói rằng trời sắp mưa, và sự thật xảy ra như thế. Và khi gió nam thổi đến thì các ngươi nói trời sắp nóng nực, và việc đã xảy ra như thế. Hỡi những kẻ giả hình, các ngươi biết tìm hiểu diện mạo của trời đất,
Còn về thời đại này sao các ngươi không tìm hiểu? Tại sao các ngươi không tự mình phê phán điều gì phải lẽ? Thế nên khi ngươi cùng với kẻ đối phương ra trước mặt quan quyền, thì đang lúc đi dọc đường, ngươi hãy cố lo liệu cho ổn thỏa với nó đi, kẻo nó lôi ngươi đến trước quan tòa, và quan tòa trao ngươi cho lý hình, và lý hình tống ngươi vào ngục. Ta bảo cho ngươi hay, ngươi sẽ không thể ra khỏi đó cho đến khi trả xong đồng xu cuối cùng. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa. Thưa anh chị em, từ ngàn xưa, giáo lý Kinh Thánh đã cho thấy đau khổ là xuất phát từ tội lỗi. Tội lỗi là nguyên do của đau khổ. Câu chuyện trong vườn Địa Đàng chẳng hạn, sau khi nguyên tổ loài người đã xúc phạm đến Thiên Chúa, đã kiêu ngạo, đã chống lệnh của Chúa và qua đó chống lại chính Chúa mình, thì nguyên tổ bị đuổi ra khỏi Địa Đàng. Chỉ sau khi xuất hiện tội lỗi, nguyên tổ loài người bắt đầu mới bị trừng phạt, mới bị lời nguyền rủa thấm vào mình: từ nay ngươi phải cạp đất mà ăn, ngươi phải làm lụng xót mồ hôi sôi nước mắt, và cỏ cây sẽ mọc lên để cho ngươi phải vất vả. Ngươi đàn bà sẽ phải gồng gánh nặng nề và lệ thuộc chồng, đồng thời sẽ sanh đẻ đau đớn, vân vân. Chỉ khi tất cả những lỗi lầm diễn ra thì hình ảnh của đau khổ bắt đầu có mặt. Và không chỉ những ngày đầu của tạo thiên lập địa, khi con người phản bội Thiên Chúa và đau khổ đã xảy ra, mà sau đó, nào là tội của Cain giết Abel, nào là tội của con cái Thiên Chúa đã xúc phạm lẫn nhau, tội của biết bao nhiêu kẻ đã trở thành những thứ cần phải gột rửa. Chúa đã dùng đại lục hồng thủy để gột rửa. Rồi sau này thành Sodoma, thành Gomorra, trong thời của tổ phụ Abraham cũng vậy. Chúa bảo rằng chính vì hai thành này đầy tội lỗi và sự xúc phạm của họ lên đến ngút trời, đến ngút ngàn, cho nên Chúa đến và viếng thăm gia đình của tổ phụ Abraham. Gia đình tổ phụ được chúc phúc, đồng thời người cháu của tổ phụ, ông Lót, cũng được chúc phúc. Thế nhưng tổ phụ cho rằng: lạy Chúa, chẳng lẽ trong thành còn không có người nào thánh thiện sao? Để rồi Chúa lắng nghe tiếng tổ phụ Abraham nài xin, đã bắt đầu cầu xin từ: nếu trong thành có 50 người, xin mãi cứ hạ giảm dần dần. Và nếu trong thành có 10 người thì Chúa có phạt cả thành không? Chúa vẫn nghe lời, và Chúa kiên nhẫn nghe lời tổ phụ Abraham, cho thấy sự nhân từ của Chúa đến cực độ. Nhưng cuối cùng cũng không tìm ra nổi 10 người trong thành. Lửa từ trời đã trừng phạt cả Gomorra và cả Sodoma. Những câu chuyện Kinh Thánh rất rõ ràng để cho chúng ta nhận định đau khổ bắt đầu từ tội lỗi, và tội lỗi là nguồn cội của những đau khổ mà loài người phải gánh chịu. Rồi sau này những lần đi lưu đày, chẳng hạn như Sét-gôn II là vị vua nối ngôi cha mình là hoàng đế Nabucodonosor, lần thứ hai bắt dân đi lưu đày còn độc ác hơn cả cha mình trong lần đi lần trước. Lần này ông ta xỏ sâu từng người một và kéo họ đi
hàng vạn dặm trên đường xa như vậy đi lưu đày. Và trong thời buổi lưu đày như thế, khi dân chúng vừa đi vừa khóc than, đất nước bị cáo chung, nền tôn giáo không còn nữa, phải sống nô lệ bên đất người ta, thì lúc bấy giờ dân chúng ngước lên trời than thở. Và chúng ta thấy các thánh vịnh nói về những đau khổ của con người trong thời lưu đày rất nhiều, là bởi vì chính họ đã phạm tội. Họ đã nhìn nhận mình, dân Chúa đã nhìn nhận mình đã phạm tội. Lời của thánh vịnh xót xa đến mức mà Chúa cho họ quay trở về quê hương, họ vui mừng vô cùng. Tất cả những gì đã diễn ra trong lịch sử cứu độ của chúng ta đều là bằng chứng cho thấy nguồn gốc của đau khổ xuất phát từ chính tội lỗi. Vậy mà trong những ngày tháng qua, đầy dẫy những đau khổ, đầy dẫy những nước mắt, đầy dẫy những thương đau, con người dường như vẫn có nhiều kẻ dửng dưng không nhìn đến và cũng không thấy nỗi đau của đồng loại, nỗi đau mà chính mình có thể liên can vào. Thưa anh chị em, đó càng là một sự đáng tiếc, vì có thể chúng ta nhiều người đang nghĩ đến những điều ấy, đó là có thể sẽ diễn ra một đợt dịch thứ năm nữa và càng quét chúng ta nữa. Cho nên những gì đang diễn ra chúng ta phải trách cứ mình. Tôi cho rằng Hội đồng Giám mục cũng khá trễ khi cho chúng ta những hình thức như thế này để kêu nài lòng thương xót của Chúa, để cho chính con người, chính chúng ta nhìn thấy và ý thức tội lỗi của mình. Lẽ ra phải làm sớm hơn và phải làm nhiều hơn mới đúng. Chứ bây giờ ở giai đoạn cuối của trận dịch thì mới bắt đầu có những thánh lễ cầu nguyện cho được ơn chữa lành, có được ngày chay tịnh như hôm nay. Nhưng suốt thời gian qua chúng ta im ắng, dường như không có bất cứ một động tĩnh nào, dường như không có bất cứ một hoạt động về lãnh vực thiêng liêng nào. Có chăng thì chỉ là những cá nhân mời gọi nhau, hoặc là trên tòa giảng một số các linh mục vì có những nhìn thấy cách này cách khác mà kêu gọi trong khả năng của các ngài. Còn có được một sự đáp ứng chung, tôi cho rằng đến hôm nay mới thấy thì đúng là khá trễ, bởi vì chúng ta đã trải qua gần nửa năm rồi. Từ cuối tháng 4 cho đến bây giờ là cuối tháng 5, 5 tháng trời, gần nửa năm trời mà mới có một vài hoạt động. Lẽ ra chúng ta phải làm nhiều hơn và phải giúp cho chính người dân của mình, giúp cho chính những tầng lớp giáo dân thấy rõ con đường mình đi phải là con đường sám hối, con đường của sự đền tội. Nhất là trong thời gian qua, anh chị em biết là không phải chỉ là những tầng lớp dân chúng đâu, không phải chỉ là những tầng lớp giáo dân. Tôi nghe một người ở trên phương tiện truyền thông đã từng quen với tôi qua các thánh lễ trực tuyến của chúng ta này, ông chia sẻ là giáo xứ của ông, một giáo xứ ở trong thành phố Sài Gòn, chết 40 mấy người. Cho nên chết 48 người, một giáo xứ chết 48 người vì Covid. Cho nên đó là một sự đắng cay, một sự xót xa. Xem ra chúng ta làm khá ít và khá trễ. Thôi thì có vẫn hơn không. Chúng ta nhìn lại đời sống của mình và một lần nữa chúng ta học tập tấm gương của người cựu ước xưa. Sau khi có những đau khổ, chẳng hạn như đau khổ khi lang thang trong hoang địa rồi bị rắn cắn vân vân,
dân Chúa đã quay về với Thiên Chúa của mình, đã quay về với đức tin. Hình ảnh con rắn đồng năm xưa ở trong sa mạc không phải là hình ảnh cứu chữa, cho bằng là nó là biểu tượng của đức tin để ai nhìn vào nó thì được cứu chữa. Ngày nay chính Chúa Giêsu đã cho biết hình ảnh rắn đồng năm xưa ấy là hình ảnh của Chúa chịu treo lên hôm nay. Chúng ta không chỉ nhìn lên mà chúng ta đặt tất cả đời sống của mình nơi tình thương của Người. Chúng ta đặt tất cả niềm tín thác của mình nơi lòng thương xót của Thiên Chúa, để chúng ta giải quyết tất cả mọi sự trong cuộc đời, để chúng ta chỉ có một con đường duy nhất, đó là con đường sám hối ăn năn và dâng lên Chúa trọn trái tim yêu thương, đáp lại tình yêu ngút ngàn mà Chúa dành cho chúng ta. Chúng ta xin Đức Mẹ Maria chỉ dạy chúng ta con đường đi về cùng Chúa. Đặc biệt chúng ta xin Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II, 27 năm trời trên ngai Giáo Hoàng, Ngài đã dạy cho tất cả loài người biết bao nhiêu điều hay lẽ phải về chân lý đức tin, về lẽ sống đức tin. Xin Ngài tiếp tục chuyển cầu cho chúng ta, để chúng ta ngày hôm nay dò dẫm đi giữa những lúc khó khăn, chúng ta càng biết đặt mình vào Chúa hơn, càng biết ngã vào Chúa bằng tất cả niềm tín thác của mình hơn. Lạy Chúa là Chúa cả trời đất, chúc tụng Chúa đã rộng ban cho chúng con bánh này là hoa màu ruộng đất và công lao con người. Xin dâng lên Chúa để bánh này trở nên bánh trường sinh cho chúng con. Chúc tụng Thiên Chúa đến muôn đời. Lạy Chúa là Chúa cả trời đất, chúc tụng Chúa đã rộng ban cho chúng con rượu này là sản phẩm từ cây nho và công lao con người. Xin dâng lên Chúa để rượu này trở nên của uống thiêng liêng cho chúng con. Chúc tụng Thiên Chúa đến muôn đời. Anh chị em hãy cầu nguyện để hy lễ của tôi cũng là của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận. Xin Chúa nhận hy lễ bởi tay Cha để ca tụng tôn vinh danh Chúa và mưu cho chúng ta cùng toàn thể hội thánh người. Lạy Chúa, trong ngày kính thánh Gioan Phaolô II Giáo Hoàng, chúng con hoan hỷ dâng tiến lễ vật này để ca tụng tôn vinh Chúa. Chính lễ tế này là nguồn hy vọng của chúng con. Xin cho chúng con cũng nhờ đó được giải thoát khỏi sự dữ hôm nay và ngày mai. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Chúa ở cùng anh chị em và ở cùng cha. Hãy nâng tâm hồn lên, chúng con đang hướng về Chúa. Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta, thật là chính đáng. Lạy Chúa là Cha Chí Thánh, là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu. Chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc, thật là chính đáng phải đạo và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Vì Chúa được các thánh của Chúa dâng lời ca ngợi,
và những gì liên quan tới cuộc khổ nạn của các ngài đều là công trình kỳ diệu của quyền năng Chúa. Chúa cho hội thánh được hân hoan mừng lễ Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II, để nhờ gương sáng đời sống đạo đức của ngài, Chúa củng cố hội thánh, nhờ lời giảng dạy Chúa giáo huấn và nhờ lời cầu khẩn đẹp lòng Chúa, Chúa giữ gìn hội thánh. Vì thế cùng với toàn thể thiên thần và các thánh, chúng con luôn luôn hát ca chúc tụng Chúa rằng: Thánh, 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 Chúa là Thiên Chúa tác đạo binh, trời đất đầy vinh quang Chúa. Hoan hô Chúa trên các tầng trời, chúc tụng đấng ở đền nhân danh Chúa. Hoan hô Chúa trên các tầng trời. Lạy Chúa, Chúa thật là đấng thánh, là nguồn mọi sự thánh thiện. Vì thế chúng con nài xin Chúa dùng ơn thánh thần Chúa mà thánh hóa những của lễ này, để trở nên cho chúng con mình và máu Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Khi tự nguyện nộp mình chiêu khô hình, người cầm lấy bánh tạ ơn, bè ra và trao cho các môn đệ mà nói: Tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thê thức ấy, sau bữa ăn tối, người cầm lấy chén cúng tạ ơn, trao cho các môn đệ mà nói: Tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu thầy, máu giao ước mới và vĩnh cửu sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến thầy. Đây là mầu nhiệm đức tin. Lạy Chúa, chúng con loan truyền Chúa chịu chết và tuyên xưng Chúa sống lại cho tới khi Chúa đến. Vì vậy, lạy Chúa, khi kính nhớ con Chúa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén cứu độ để tạ ơn Chúa. Vì Chúa đã thương cho chúng con được xứng đáng hầu cận trước tôn nhang và phụng sự Chúa, chúng con tha thiết nài xin Chúa cho chúng con khi thông phần mình và máu Đức Kitô được quy tụ nên một nhờ Chúa Thánh Thần. Lạy Chúa, xin nhớ đến hội thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu, để kiện toàn hội thánh trong đức mến cùng với Đức Giáo Hoàng Phanxicô, hai Đức Giám Mục Giuse và Phêrô chúng con và toàn thể hàng giáo sĩ. Xin nhớ đến các tôi tớ Chúa là Giacôbê, Teresa, Maria,
Thomas, Phaolô, Giuse, Phêrô mà Chúa đã gọi ra khỏi đời này về với Chúa, xin ban cho kẻ đã chết như con Chúa thì cũng được sống lại như người. Xin Chúa cũng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại, và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa. Xin cho hết thảy được vào hưởng ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con nài xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hưởng sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ Thiên Chúa, Thánh Giuse, bạn trăm năm Đức Trinh Nữ, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại, và cùng với các ngài, chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô, con Chúa. Chính nhờ người, với người và trong người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Amen. Vâng lệnh Chúa cứu thế và theo thể thức người dạy, chúng ta dám nguyên rằng: Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha chỉ đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hằng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con xa trước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Lạy Chúa, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ. Xin oái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biến loạn. Đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô, đấng cứu độ chúng con. Vì vương quyền, uy lực và vinh quang là của Chúa đến muôn đời. Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của Hội Thánh Chúa. Xin oái thương ban cho Hội Thánh được bình an và hợp nhất theo Thánh ý Chúa. Chúa hằng sống và hiện tri muôn đời. Amen. Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em và ở cùng cha. Anh chị em hãy chúc bình an cho nhau. Lạy Chúa con sắp đức mình. Lạy Thiên Thiên Chúa, đừng xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Lạy Thiên Thiên Chúa, đừng xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Lạy Thiên Thiên Chúa, đừng xóa tội trần gian, xin ban bình an cho chúng con. Đây Thiên Thiên Chúa, đây đấng xóa tội trần gian, phúc cho ai được mời đến dự tiệc Thiên Thiên Chúa. Lạy Chúa, con chẳng đáng Chúa ngỡ vào nhà con, nhưng xin Chúa phán một lời,
thì linh hồn con sẽ lành mạnh. Xin bình thánh Chúa Kitô gìn giữ con cho con được sống muôn đời. Xin máu thánh Chúa Kitô gìn giữ con cho con được sống muôn đời. Kìa Chúa để mắt coi những kẻ kinh xấu người, và nhìn xem những ai cậy trông ân sủng của người, để cứu gỡ họ khỏi tay thần trên, và nuôi dưỡng họ trong cảnh cơ hàn. Lạy Đức Chúa Giêsu, con tin thần Chúa ngự trong phép mình thánh. Con kính mến Chúa trên hết mọi sự, cùng ước ao chiều lấy Chúa trong linh hồn con. Song lẽ bởi vì bây giờ con chẳng có thế mà chiều Chúa cho được, thì xin Chúa ngự vào linh hồn con canh thiêng liêng vậy. Chẳng khác gì như Chúa đã ngự vào thần, thì con xin ấm lấy cùng ơn là một cùng Chúa cho tròn. Xin Chúa chớ để cho con lìa bỏ Chúa bao giờ. Amen. Lạy Chúa, miệng chúng con vừa rước mình vào máu Chúa, xin cho chúng con tiếp nhận với tâm hồn trong sạch, và xin cho ân huệ đời này trở nên linh dược cho chúng con được sống muôn đời. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa là Thiên Chúa chúng con, ước chi tiệc thánh chúng con vừa tham dự đốt lên trong tâm hồn chúng con, chính ngọn lửa yêu mến xưa đã thiêu đốt tâm hồn Thánh Gioan Phaolô, khiến thánh nhân không ngại quên mình để phục vụ hội thánh. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Chúa ở cùng anh chị em và ở cùng cha. Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em. Amen. Lễ xong chúc anh chị em đi bình an.
tạ ơn Chúa. Lạy Thiên Chúa Ba Ngôi Toàn Năng, chúng con đang họp nhau cầu nguyện, tha thiết nài xin cho cơn dịch bệnh mau chấm dứt. Lạy Chúa Cha giàu lòng thương xót, xin nhìn đến nỗi thống khổ của đoàn con trên khắp thế giới, đặc biệt tại những nơi dịch bệnh đang hoành hành. Xin cùng cô đức tin của chúng con, cho chúng con hoàn toàn tin đắc vào tình yêu quan phòng của Cha. Lạy Chúa Giêsu là đấng cứu độ duy nhất, là vì lương y đầy quyền năng và lòng thương xót, xin thương cho các bệnh nhân sớm được chữa lành và an ủi các gia đình đang gặp khó khăn thử thách. Xin cho lời chúng con khiêm tốn cầu nguyện được chạm tới trái tim nhân lành của Chúa. Xin giảm bớt gánh nặng khổ đau và cho chúng con cảm nhận được bàn tay Chúa đang ân cần nâng đỡ chúng con. Lạy Chúa Thánh Thần là nguồn sức mạnh tình yêu, xin soi sáng các vị hữu trách và những người có khả năng, giúp họ sớm tìm ra phương thuốc chữa trị dịch bệnh. Xin ban cho các bác sĩ và nhân viên y tế sức mạnh của tình thương và lòng nhiệt thành quang đại, luôn tận tâm tận lực phục vụ các bệnh nhân. Chúng con xin trao vào đôi tay từ máu của Mẹ Maria những lời khấn nguyện trong cơn đại nạn, nhờ lại Đức Mẹ chuyên cầu. Xin Chúa nhận lời chúng con. Amen. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen.